kính thưa tất cả các anh chị và bà con trong nước và ngoài nước, hôm nay là ngày 16 ngày đại lễ của Đức Phật Cháu Hoàng Hảo lên Phú Tăng Lan Châu, thành phố Đốc tỉnh An Giang. Xin các anh chị và cũng như các cô bác đã theo dõi trên kênh Ca Văn Vlog ạ. Bà con hôm nay tập trung về đây quá rất là đông ạ. Có má chồng cô đang chờ, tức là bà Đặng Thị Bắn. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo với cô Nguyễn Thị Tư Em ở Vịnh Long, Tuấn Anh hiện đang ở đâu trở về phòng máy thôi. Chúng tôi có bà Cao Ngọc Đỉnh đang chờ. Đó quá, bà con về đây tập trung quá sáu là năm luôn nha các anh chị ơi. Tối hôm nay mình có đón đây này các bạn ơi.
bà con đông vui luôn. Thank you.
tháng 7 năm 2023. Nhân ngày 16 tháng 8 tháng 5 năm Quý Mão, thì xem thái độ quan sát với tinh thần đạo đức đoàn kết thân ái. Năm, giữ gìn môi trường sạch, vệ sinh ăn uống, không nhận đồ ăn thức uống dọc đường, ăn mặc trang nghiêm khi lễ bái nơi hành lễ nơi thờ tự, an toàn trật tự, cảnh giác kẻ xấu lợi dụng chỗ đông người như móc túi, giật chọc, vân vân. 6. Nếu có sự cố hoặc có yêu cầu cần thiết chính đáng, nên liên hệ với người có trách nhiệm trong ban tổ chức em bây giờ mới chờ luôn nghe các anh chị và bà con cô bác tại lo an ninh. Khi phát hiện các trường hợp kẻ xấu trộm cắp gây mất trật tự, đồng đạo nên báo với ban nhân dân cấp và kịp thời tham gia xử lý, báo cáo cho đội bảo vệ trật tự ban tổ chức đại lễ. Về những việc không nên làm: khu vực trước cổng, ngoài lộ và trong khu viên chùa An Hòa Tự và tổ đình Đức Quỳnh Giáo Trụ Phật Giáo Hòa Hậu. Một, không được mua bán hàng rong, ăn xin và bán cái các loại văn hóa phẩm như bao đĩa, kinh sách, hình ảnh không rõ nguồn gốc,